Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hung thủ sát hại hai mẹ con trong biệt thự bị bắt. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 26 tháng 10, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, cục trưởng cục cảnh sát hình sự cho biết, Bộ Công an phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt được Châu Minh Khôi 20 tuổi, quê Vĩnh Long, ngay can trong vụ trọng án giết hai vợ con trưởng ban dân vận huyện Châu Đức tại nhà riêng ở xã Quảng Thành khi đang trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tiến nói, chúng tôi vừa bắt lúc 6 giờ 30 hôm nay. Bước đầu xác định chỉ có một mình nghi can gây án, các tăng vật đã thu giữ đầy đủ. Bước đầu Khoi từ nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, mục đích ban đầu của coi chỉ vào nhà trộm nhưng bị hai mẹ con bà Nga phát hiện nên sát hại. Tăng vật công an thu được là một xe máy, một điện thoại và ít tiền mặt. Hiện nghi can đang được công an di lý từ thành phố Hồ Chí Minh về Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra. Chiều ngày 24 tháng 10, ông Bùi Xuân Thường, 54 tuổi, trưởng ban dân vận, thường vụ huyện ủy Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu, đi làm về tới nhà ở ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, thì thấy vợ Phạm Thúy Nga, 48 tuổi, nằm thoi thóp ở cầu thang, có vết bầm ở cổ. Bà Nga được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Người dân sau đó tiếp tục phát hiện con trai út của ông Thường đang học lớp 12 tử vong trong nhà kho tầng trệt, được phụ kính chăn. Nạn nhân ở trần mặc quần đùi, trên đầu có vết thương chảy máu, hai tay bị trói bằng dây điện. Ông thường có vợ và ba con, trong đó cô gái đầu đã có chồng nên ở riêng, người con gái giữa đang học ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai vợ chồng cán bộ này được đánh giá sống tốt với hàng xóm và chịu khó làm ăn. Ngoài nuôi yến ở tầng trên cùng của căn biệt thự, ông còn kinh doanh sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, trồng tiêu. Căn biệt thự hai tầng của ông thường nằm trong khuôn viên, rộng khoảng 1 nghìn mét vuông, xung quanh xây hàng rào kiên cố. Đối diện căn nhà là dãy phòng trọ 5 phòng, hai bên hông và sau lưng là vườn tiêu của gia đình ông. Cách đó 100m là nhà dân ở khá đông đúc. Sàng lọc gần trăm người để tìm kẻ giết hai mẹ con trong biệt thự. Như tin đã đưa, dự kiến 15 giờ chiều nay 26 tháng 10 tại văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, huyện Châu Đức và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức họp báo để thông tin về kết quả điều tra vụ án bà Phạm Thúy Nga, 48 tuổi và cháu Bùi Phạm Đức Toàn, 17 tuổi, vợ con của ông Bùi Xuân Thường, trưởng ban dân vận huyện Châu Đức bị sát hại vào ngày 24 tháng 10 vừa qua. Sáng 26 tháng 10, nghi phạm Châu Minh Nhân đã bị PC45 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự C45 và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt giữ với nhiều tăng vật. Trước đó khi xảy ra vụ án, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã huy động toàn bộ lực lượng để làm việc với khoảng 80 người, gồm thân nhân của các nạn nhân, các nhân chứng, người liên quan, các mối quan hệ cá nhân của gia đình ông thường để xác minh thông tin. Trong số đó, một nhân chứng đã cung cấp những thông tin rất quan trọng về một đối tượng ra khỏi nhà ông thường trong thời gian xảy ra án mạng, đặc điểm nhận dạng khá giống với nhân. Từ các thông tin trên kết hợp với một số biện pháp nghiệp vụ, PC45 đã xác định được nhân là đối tượng nghi vấn. Ngay buổi trưa 25 tháng 10, một tổ trinh sát gồm đội trưởng đội trọng án, đội trưởng đội trinh sát PC45 và các trinh sát điều tra viên của PC45 đã đi một xe theo dấu của nhân. PC45 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với cục cảnh sát hình sự, đơn vị nghiệp vụ phát hiện đối tượng nghi vấn di chuyển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến bến xe Miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Bình Định. Khi đến Bình Định khoảng 30 phút, đối tượng quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 6 giờ 45 phút ngày 26 tháng 10, PC45 phối hợp với C45 tiến hành truy xét, bắt giữ Châu Minh Nhân khi Nhân đang có mặt tại một ngôi nhà trên đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tình tiết lạnh người vụ hai mẹ con bị sát hại trong căn biệt thự. Đến 23 giờ 30 phút, lực lượng chức năng huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu đã trở lại khám nghiệm hiện trường sự việc. Trong khi đó, ông thường chủ nhà và người thân của ông vẫn đang tích cực hỗ trợ cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trên địa bàn. Chia sẻ với phóng viên, người em ruột bà Nga vẫn chưa hết đau buồn nói: "Hiện giờ tôi sốc lắm, vì vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao mà chị Nga và cháu toàn chết. Mới lúc trưa chị Nga còn ở bên nhà mẹ ruột, sau khi về nhà thì chúng tôi lại nghe tin dữ." Theo người em ruột bà Nga, sáng hôm đó bà Nga sang nhà mẹ ruột chơi, đến 2 giờ chiều thì về nhà. Trong thời gian này, em Bùi Phạm Đức Toàn, sinh năm 1999, con trai bà Nga, vẫn ở nhà một mình. Khoảng 4 giờ chiều, ông thường về nhà thì phát hiện vợ mình đang nằm thoi thóp trên vũng máu ở tầng 1. Ông vội ôm vợ chạy xuống nhà và nhờ người dân cùng đưa đi cấp cứu. Sau đó, một người dân xung quanh đến nhà để theo dõi sự việc thì phát hiện vết máu tại lối đi bên hông biệt thự. Lần theo vết máu, người này tá hỏa thấy em Toàn bị trói chân và tay, nằm nghiêng bất động, xung quanh có rất nhiều máu. Người này nói: "Thường ngày cháu Toàn vẫn đi học, nhưng ngày hôm nay lại nghỉ và ở nhà cả ngày." cháu hiền lắm, lại ngoan nữa, học xong thì về nhà chứ không giao du nhiều với bạn bè. Chị Trâm là chủ quán ăn gần biệt thự của gia đình cũng chia sẻ, thằng Toàn nó rất ngoan, nó thường hay qua nhà tôi chơi và chào hỏi rất đàng hoàng. Toàn hiền khô, sống không mất lòng một ai từ lớn đến nhỏ, lanh lẹ và hoạt bát. Nó biết võ nhưng không hiểu sao lại bị kẻ sát nhân trói được. Những người hàng xóm cho biết trước đó một ngày, con rể và con gái bà Nga có về nhà chơi. Đến ngày hôm sau thì xảy ra sự việc chị Trâm cho biết thêm nhà bà nga nuôi nhiều chó giữ nên người lạ không dễ vào nhà nếu không có chủ nhà người dân cho biết gia đình ông thường xây nhà này đã lâu nhưng không mấy khi ở nhà vì cả hai vợ chồng đã ly thân anh tú hàng xóm cho biết cách đây một năm ông thường mới trở về sửa chữa lại để ở chứ nhà này bỏ hoang lâu lắm rồi chúng tôi được biết hai vợ chồng ông ấy đã ly thân nhưng vẫn sống chung gia đình ông bà ấy cũng ít giao lưu với hàng xóm xung quanh nên thỉnh thoảng mới thấy mặt họ gia chủ được xem là những người giàu nhất ở đây vì xây căn biệt thự lớn, lại có sân bóng đá mini, nuôi chim yến. Hiện tại người thân vẫn đang túc trực bên ngoài sân nhà để cùng cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường. Vụ hai mẹ con tử vong trong căn biệt thự, nghi vấn người đàn ông lạ theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào khoảng 16 giờ 56 phút ngày 24 tháng 10, ông Bùi Xuân Thường, 53 tuổi, trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức đi làm về đến phòng ngủ trên lầu 1 thì phát hiện vợ là bà Phạm Thúy Nga, 49 tuổi, ngụ xã Quảng Thành nằm bất động nên hô hoán và nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Người dân xung quanh và thân nhân nhanh chóng chạy vào khu biệt thự tìm kiếm thì phát hiện em Bùi Phạm Đức Toàn, 17 tuổi, nằm chết trong khu vực nhà kho tại tầng trệt. Người dân chứng kiến kể có thể do cửa nhà kho khép hờ nên ông Thường không thấy con trai nằm tử vong bên trong và đi thẳng lên lầu. Theo khám nghiệm pháp y, phần đầu của toàn bị nhiều vết thương, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm nghiêng, tay chân bị trói, nền tường gạch xung quanh có nhiều vết máu, còn nạn nhân Nga tử vong do ngạt thở. Theo ghi nhận, căn biệt thự xảy ra vụ việc có diện tích khoảng 1.000m2, hướng mặt đường liên xã Quảng Thành rộng khoảng 30m, được xây hàng rào kiên cố, đang được lực lượng an ninh chốt chặn nghiêm ngặt. Chỉ có người thân và một số công an được vào bên trong. Hai bên ngôi nhà là vườn tiêu của gia đình ông Thường rộng nhiều hectare. Theo người dân xung quanh, gia đình ông thường có nhiều hecta trồng điều, kinh doanh sân bóng mini và dãy phòng trọ cho thuê đối diện. Người dân cho biết do kinh doanh nhiều, gia đình ít người nên ngôi nhà này có rất nhiều người làm thuê và thường xuyên ra vào ngôi nhà. Trong nhà có khoảng 7 con chó khá dữ nên người lạ ít dám tiếp cận. Tôi nhớ ngôi nhà này trước đó có camera nhưng thời gian này không thấy nữa. Về thông tin này, một phó chủ tịch huyện Châu Đức chia sẻ, theo trí nhớ của ông thì ngôi nhà xảy ra án mạng không có trang bị camera. Vị phó chủ tịch cho biết nếu có camera thì vụ việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Anh Thường hiện đã bình tĩnh, sức khỏe ổn định, có mặt trong ngôi nhà phối hợp với công an tỉnh điều tra vụ việc. Lực lượng điều tra cũng tiếp cận nhiều người dân địa phương lấy lời khai. Theo một số nhân chứng trước thời điểm xảy ra vụ việc, có thấy một người đàn ông lạ mặt đi xe máy hiệu Sirius màu đỏ, người khá to con từ căn biệt thự chạy ra. Khi đến đường, người này sẽ chạy hướng tay phải một đoạn, rồi sau đó quay ngược lại và đi mất. Nhân chứng này cho biết sau khi người này đi mất thì có một phụ nữ đi vào rồi quay ra, một lúc sau thì ông thường đi làm về phát hiện vụ việc rồi hô hoán người dân. Hé lộ nguyên nhân vụ hai mẹ con tử vong trong căn biệt thự. Ngày 25 tháng 10, công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo nhanh về vụ án hai mẹ con tử vong ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó vào chiều ngày 24 tháng 10, ông Bùi Xuân Thường, 53 tuổi, trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức, về đến phòng ngủ tại tầng 1 căn nhà thì thấy vợ là bà Phạm Thúy Nga, 49 tuổi nằm bất động. Ông hô hoán cùng người dân đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu nhưng người phụ nữ này đã tử vong. Tại căn nhà người dân còn phát hiện Bùi Phạm Đức Toàn, 17 tuổi là con bà Nga, chết trong nhà kho ở tầng trệt. Qua khám nghiệm công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định bà Nga tử vong do ngạt khí, nạn nhân 17 tuổi tử vong trong tư thế nằm nghiêng, tay chân bị trói, đầu có nhiều vết thương. Cơ quan điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang phối hợp với các bên liên quan để làm rõ vụ việc. Căn biệt thự xảy ra vụ án có diện tích gần 1000 m2 được lực lượng chức năng canh giữ nghiêm ngặt. Theo người dân, ngôi nhà của ông Thường có vườn cây bao quanh. Người dân địa phương cho biết gia đình ông Thường kinh doanh phòng trọ, sân bóng mini và trồng 6 hecta cây công nghiệp. Gia đình thuê một số người làm việc nên thường xuyên có người ra vào ngôi nhà. Một phó chủ tịch huyện Châu Đức cho biết sức khỏe của ông Thường đã ổn định, đang phối hợp với công an để điều tra. Theo người này, nhà của ông Thường không có camera an ninh. Lời khai của nghi phạm giết vợ con trưởng ban dân vận huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thưa quý vị, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, cục trưởng cục cảnh sát hình sự, hiện đang có mặt tại Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, 6 giờ 30 phút ngày hôm nay 26 tháng 10, đơn vị đã phối hợp với công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ được nghi phạm sát hại vợ con của trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu để cướp tài sản. Đối tượng là Châu Minh Nhân, 20 tuổi, quê Vĩnh Long, là nhân viên kỹ thuật trồng cỏ nhân tạo của một công ty có trụ sở trên địa bàn quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, như báo công an nhân dân đưa tin, tối 24 tháng 10, khi đi làm về đến nhà ở ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, ông Bùi Xuân Thường, trưởng ban dân vận, thường vụ huyện ủy Châu Đức đã tá hỏa khi thấy vợ và con trai chết với vết cắt trên cổ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 6 giờ 30 phút ngày hôm nay, lực lượng điều tra đã bắt giữ được thủ phạm Châu Minh Nhân khi hắn đang ở tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tăng vật thu giữ là một xe máy, một điện thoại, một mã tấu, 19 viên đạn súng quân dụng. Trực tiếp thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến đã khai thác nóng đối tượng, Hắn khai nhận đã gây án một mình với mục đích giết, cướp tài sản. Được biết, cách đây một tuần, Nhân được cử đến trồng cỏ cho sân bóng của gia đình ông Thường. Đến khi hoàn thiện, ngày 23 tháng 10, Nhân có ăn cơm với ông Thường trước khi trở về công ty trên quận 9. Thấy Nhân không có phương tiện, ông Thường còn cho Nhân mượn xe máy của vợ để Nhân đi về. Do nghĩ rằng nhà ông Thường rộng có nhiều tài sản nên Nhân nảy sinh ý định cướp. Sáng 24 tháng 10, Nhân chạy xe máy xuống nhà ông Thường trả. Sau đó, hắn lượn đi lượn lại theo dõi gia đình. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, nhân tìm cách vào nhà, khống chế con trai út của ông thường là Bùi Phạm Đức Toàn, 17 tuổi, đang là học sinh lớp 12, đưa em Toàn xuống hầm, chói chân tay rồi sát hại. Sau đó, nhân lên nhà lục lọi, thấy bà Phạm Thúy Nga, 48 tuổi, vợ ông thường đi ra, nhân ra tay sát hại luôn. Sau đó, hắn cướp đi một xe máy Sirius, một điện thoại, một đôi bông tay, một cái ví của bà Nga và một ít tài sản của gia đình. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành khai thác đối tượng này cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh báo nói hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng xin chào và hẹn gặp lại